vừa phải vậy. Quá là vừa phải. Đây thì cái điện thoại Sơn đều đều thế mà chụp kinh đẹp phết đấy. Đều. Có từ cái con hỏng loa trong đấy á. Mấy triệu mua mới, cái đây mấy năm đều. Phán câu vậy. Mới trang một do chưa nâng cấp phần bài không? Nhìn đẹp lắm không Việt ạ. Này gửi cho bạn đấy, bạn thích. Hôm trước nó rổ quá em đã phải gửi cho nó cái đoạn video chưa giảm. Đất mông ra đi. Hàng dài cảm giác là mềm hơn là ngắn. Hàng dài mềm đẹp hơn. Sơn có vẻ chụp bằng hàng thin là tốt đấy. Sao đây ở đây còn đơn này tân nữa? Thấy được cả cái đống này không? Ừ. À. Ok. Vâng, phải. Sơn ơi, quay theo cái điện thoại của ta nữa. Cứ bởi